là cũng cảm ơn chồng mình rất là nhiều đã yêu thương em, xong rồi là tặng em món quà to như thế này. Đấy. Ba, quà. Ủa, cốp không? Ốp không này? Nguyên ốp này. Ốp em. Thì em chịu anh rồi, anh à, không. Anh lừa chị Thư rồi, em chịu rồi. Anh lừa em à? Ngày sinh nhật anh làm cho đùa ấy. Em chịu rồi. Em biết anh làm thế Thư buồn lắm không? Thôi. Thì nhắm mắt làm, có mà làm rồi mắt. Rồi nhá, nhớ mồm đấy. Không chỉ chút cho mắt thì ạ. 1, 2, 3. Yeah! Mọi người ơi. Đây. Sâu thẳm trong trái tim em, một tình yêu siêu khủng long. Anh nói anh đi xa đơn, đợi em cũng sẽ ra. Chố mắt chưa? Ra mắt. Thật mới chưa? Thật luôn à? Ngửi thế nào? Gọi em là cả thế giới, gọi em là cả bầu trời, vấp ngã cũng chẳng xa rời, nguyện tròn bên nhau suốt đời. Cảm ơn em vì đã ấy à, người yêu anh hưng ấy các bạn ạ. Đúng rồi, dạ. Hôm nay sinh nhật Phạm Thư không biết Kiên tổ chức không? Em không biết nữa, không biết anh Kiên tổ chức hay không, anh Kiên chưa nói gì câu nào. Hôm nay sinh nhật chị Thư à anh? Không biết để Kiên có tổ chức không, anh em mình làm ít đồ còn tối ngồi. Đúng rồi nhỉ, làm ít nồi lẩu tối ngồi hợp lý ấy. Đấy. Mà hôm nay... mà anh Kiên đâu? Không biết đâu cơ. Vừa bảo đi ra ngoài kia mua cái gì cơ mà. Tôi sẽ mời anh Kiên sang rồi. Ui, đây đây. Ui. Ê, hôm nay sinh nhật chị, em đi đâu đấy? Ngày tuyệt vời nhất mà anh không nhớ. Ngày quan trọng nhất đây. Ngày của vợ tao, tao chả nhớ, tao lại thừa. Đây này, nhìn gì đấy không? Ui, gì nữa anh? Nhìn thấy cái gì đấy không đấy? Có thiệt không? Đây, im cái mồm nào, chuyển nào. Nghe tiếng này, anh phải nghe tiếng này, đoán này. Hộp. Nghe gì chưa? Hộp này. Đây. Bánh à? Bánh nào? Điện thoại. iPhone 15 Pro Max. Ui, xịn giò đấy anh. Hôm nay là sinh nhật Phạm Thư các bạn ạ. Nên là mình đã quyết định là mình mua iPhone 15 Pro Max. Mình sẽ tặng cho Phạm Thư bởi vì hôm nay là sinh nhật Phạm Thư mọi người nhá. Đây, anh em nhìn thấy đây là bản màu trắng rất là đẹp luôn. Mình cũng vừa mới mua xong. Mình cũng test thử tất cả các máy rồi, mình cũng cài đặt hết rồi. Bây giờ mua về chỉ để tặng Phạm Thư là Phạm Thư dùng thôi. Em nhìn này, mới đẹp luôn. Ui, đẹp luôn anh. Chị Tan này em. Chị Tan luôn, đẹp chưa? Yeah. Ui. Alo. 15 Pro Max bản 256 đi xinh nghe. Nó trả lời như nào anh? Nói to lên. Ai đi không? Cái kiểu mà khi mà có điện thoại mới thì anh em phải như tôi anh em nhá. Đấy, giữ gìn này. Nhanh, mỗi lần á, tôi thề với anh em luôn. Đấy, Phạm Thư đang ngủ nhá, nên là nãy nữa mình sẽ có màn chôn này nữa. Máy điện thoại mới ấy, tôi khuyên anh em nhá là anh em nhớ giữ gìn cẩn thận. Khi mà bụi bẩn ấy anh em phải. Đấy, anh em phải lau luôn. Đấy, hiểu không? Hơi thối tí nhá. Tiền nhiều vợ lắm mọi người ạ, à. Bây giờ mua hẳn iPhone 15 luôn. Thì anh làm cơm chưa? Hay mua đồ chưa để làm cơm xong tối đi sinh nhật? Đấy thì anh vừa bảo Dung đây, bảo không biết Kiên đi đâu, không biết có làm cơm em không. Em đi mua điện thoại, bạn ơi. Đấy. Thì mình mua điện thoại để tặng sinh nhật Thư, để mình bù đắp lại cho Thư những cái tình cảm vừa qua là mình làm cho Phạm Thư bị đau khổ ấy. Thì em vừa mới ra mà thôi như này. Bây giờ anh ơi, em có cả mua cái ốp luôn, em có mua ốp mà, đây này. Bây giờ là mình lấy cái ốp này mình tặng cho Phạm Thư trước, để trong hộp trước. Xong lát nữa để cho Phạm Thư bị chôn. Lúc mà Thư tức rồi thì anh đưa cho Phạm Thư thật Thư tại thật. Được không? Được anh. Được. Chốt đơn. Hợp lý đấy. Thế bây giờ giấu điện thoại thật này vào đây nhá. Đấy, xong là để một cái ốp ở trong đây thôi. Đấy, tặng một ốp thôi. Đấy. Giống như kiểu là bảo là thôi hôm nay là sinh nhật em, anh biết là em thế loại thế kia với anh đã trải qua đắng cay ngọt bùi. Có dại mới có khôn. Đấy kiểu thế, xong bắt đầu là anh tặng cho em quả điện thoại này. Xong này. Bây giờ mày phải vào gọi bảo chị Thư ơi. Anh Kiên bảo gì? Ra đi, chạy vào đi. Chị Thư đang ngủ quá nhỉ? Chị Thư ơi. Ơi. Anh Kiên gọi chị ạ. Kiên đến rồi. Rồi, mẹ cái dạ đây. Dạ. Nhanh lên nào. Lần này tốt chưa mà anh chị.
Có chuyện gì đây? Để chuyện gấp luôn này. Dạ, giả bà đấy. Hôm nay là sinh nhật của bạn gì nữa. Ngồi, đúng rồi. Ngồi đây. Tưởng quên rồi. Không quên được. Người ta cũng quên đâu. Bây giờ chẳng hạn một năm mới có một lần, một giờ mới có một phút mới có một giây mới có một chút kỷ niệm chứ. Bây giờ là từ từ. Này thì thực ra là như này. Tiện thể là cũng có mọi đầy đủ mọi người đây, với cả hôm nay là cũng ngày sinh nhật của vợ. Chồng cũng không có cái gì ngoài cái từ cảm ơn vợ đã trong thời gian vừa qua đã ở bên chồng, cũng như là bỏ qua những cái lỗi lầm mà thời gian vừa qua chồng đã gây ra. Và chồng hôm nay chồng cũng biết là hôm nay là sinh nhật của vợ, nên là chồng có một món quà vô cùng là giá trị về cái tình cảm đấy, không phải giá trị về vật chất đâu nhá. Đấy, đây là điện thoại iPhone 15 Pro Max. Dạ man, tiền đâu ra mà mua lắm đấy. Tiền này là tiền chồng tích góp. Đấy, đẹp chưa? Các bạn men quay vào đây. Sẵn sàng vào. Đây này, 15 Pro Max nha anh em nhé. Đấy, bản 256GB một tháng. Đấy. Wow. Sao thử ra mùi thử đi. Mùi tiền. Mùi tiền không? Mùi tiền đấy. Thơm đấy. Thơm chưa? Thơm. Đấy. Anh em ạ. Tôi mười lăm bộ đồ mắc này bao nhiêu tiền ạ? Tiền thì đối với anh không quan trọng, quan trọng là em phải vui. Đéo tiền. Nhưng mà nhớ là hình như cái này phải hơn 30 triệu mọi người ạ. Dạ mà cầm 30 triệu trên tay đúng là nó run thật. Run quá. Nói chung là cũng cảm ơn chồng mình rất là nhiều. Đã yêu thương em xong rồi là tặng em một quà to như thế này. Đấy, cảm ơn tem kiên trổi đã đến đây. Ừ, bọn nó làm gì cơ? Bọn nó làm gì có cái gì đâu mà cảm ơn. Bọn nó chỉ ăn đến ăn với hốc với cả là ngồi bốc phét thôi. Cảm ơn chồng là chủ yếu. Đúng rồi. Đấy. Cảm ơn chồng mình. Đúng rồi. Rồi. Ok mọi người ơi. Bây giờ là đến bóc nha. Đấy. Nha, mình mở ra nè. 1, 2, 3. Wow. Ôi, cốp không? Ốp không này? Sao nguyên ốp này? Ốp em. Thì em chịu anh rồi. À không. Anh lừa chị Thư rồi, em chịu rồi. Anh lừa em à? Ngày sinh nhật anh làm cho đùa ấy. Em chịu rồi. Em biết anh là dế Thư buồn lắm không? Thôi. Ngày vui với chị Thư mà anh làm như thế. Anh biết không thì anh chưa nói hết. Đây là người ta đang dùng cái ốp, đang dùng điện thoại 11 Pro Max đi tặng cái ốp 15 Pro Max bị sao đây, có vấn đề à? Khéo đặt ốp xong rồi cho chị gái. Anh bảo rồi, anh tặng cho em cái ốp 15 Pro Max này để cho em phấn đấu, em tự mua điện thoại của em chứ anh làm gì có tiền mà anh tặng. Chết. Thì bây giờ nhá, kể cả bây giờ anh không tặng cho em thì em không có quà, mà bây giờ kể cả anh tặng cho em cái ốp này thì em vẫn phải nhận, bởi vì đây là cái tình cảm của anh. Thế mà gà tặng cho nói anh chết giờ. Thở. Đây thế ai nói chuyện rồi. Bỏ qua vật chất mà em. Sỗi đầu đi. Sỗi đầu đi. Em chừa anh đi sao mà dỗ. Đây cho bảo. Ra đây. Ôi. Cứ ra đây đã. Ra đây. Wow. Làm người ta hùng hụt. Còn xì nữa. Bảo tặng 15 màu đồ mắc đi, tặng ốp 15 màu đồ mắc. Thì bây giờ tặng trước cái ốp để làm sao tặng thêm cái điện thoại. Mỗi năm tặng một thứ thì nó tích tiểu thành đại. Đúng không? Tích tiểu thành đại đúng không em? Đúng không anh? Ốp không anh nhau. Nhà nhóm nào? Thì bây giờ tích 15 không? Ủa? Nhà mắt nào? Điều không dám á. Nhà mắt nào đi thề sẽ có. Anh kia lại bị lừa, anh lừa chỉ cái gì nữa ấy. Lừa. Bao giờ nếu mà vợ muốn lấy 15 màu đồ mắc thì nhà mắt nào sẽ có 15 màu đồ mắc. Rồi nhá, nhớ mồm đấy. Không nào. Chỉ rút cho mắt chứ. 1 2 3. Mọi người ơi. Đây. Sâu thẳm trong trái tim. Thôi không? Không thôi. Không có à? Vừa ấy kiểu một bọn nó đâu.
Ui mọi người ơi, 15 bầu đấy, đất thật mọi người ạ. Bật mua lên đi. Khởi động đi. Run tay quá. Run cái gì mà run tay quá. Ôi ơi. Cẩn thận không vỡ. 33 củ đấy. Đây lên một nó mọi người ơi. Đấy. Được chưa? Thật chưa? Quá thật luôn. Ôi. Với đấy chồng trêu vợ tôi. Thôi thật ra là chồng cũng mua điện thoại tặng vợ thật. Bởi vì là với đấy là anh em bảo với nhau là trôn thử vợ nên phản ứng của vợ nhà thôi. Dạ, thôi trêu hôm nay là sinh nhật Phạm Thư. Chúc Phạm Thư tuổi mới vui vẻ hạnh phúc. Rồi là điện thoại này thì chồng sẽ tặng cho vợ để vợ cố gắng thật nhiều. Đấy. Mãi xinh đẹp, mãi tươi trẻ, mãi ngon gái như chị Duyên. Được chưa? Ok ạ. Đấy. Đây. Ý giời ơi. Trời ơi. Đây. Đây là đây. Đây là người yêu của anh Hưng nhá. Hôm nay. Hôm nay hôm nay mình mời cả Điêu của anh Hưng sang để ăn ăn mừng à? Nhật. Ôi mình. Gọi em là cả thế giới, gọi em là cả bầu trời, vấp ngã cũng chẳng xa rời, nguyện tròn bên nhau suốt đời, cảm ơn em vì đã ấy da, người yêu anh Hưng ấy các bạn ạ. Anh Hưng ngại anh đỏ mặt. Người yêu anh Hưng, người yêu anh Hưng nhưng mà anh Hưng không bao giờ dám nói ra anh em ạ. Giấu. Không ai ơi, mọi người hiểu nhầm rồi. Mai anh em cắt cái đoạn này đăng TikTok nhá. Bảo là yêu anh không? Công đi anh, công đi. Thôi chị ơi, em không thể như thế đâu chị ạ. Sao lại không thể anh? Nhưng mà chị sẽ quay gần camera. Nhưng mà là một cái thêm thất bại đúng không ạ? Nhưng mà chị có thích anh Hưng không? Gần rồi. Đấy. Đấy. Anh chú quá à? Ra đi. Thôi, 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 thôi. Em bán Trung Quốc ấy. Bán Trung Quốc. Ok. Ok anh nhá. Ok cả nhà, hôm nay là sinh nhật Phạm Thư thì mình cũng có tình nhiều. Thôi tối nay anh em mình sẽ mổ gà. Mổ gà liên hoan. Cả nhà. Buồn cười, buồn nôn luôn. Ôi em luôn rồi. Ok anh em nhá. Hôm nay thì mình có mời cả người yêu anh Hưng sang để ăn sinh nhật cùng với cả team mình. Ôi cười nhiều luôn quá. Em nôn nóng. Thì anh em ạ, anh em xem clip của tôi mà thấy người yêu của anh Hưng rồi. Bao nhiêu lâu nay mà anh Hưng anh che giấu anh ấy nói điều là anh có gia đình rồi. Thật ra không phải đâu mọi người nhá. Đấy. Đây hôm nay mình cũng công khai cho mọi người biết là nhiều anh Hưng luôn. Yeah. Là bây giờ là lát nữa anh em ghép cái cảnh mà cô dâu chú rể nhá. Đấy, ghép hai mặt vào nhau với nhau. Mọi người ghép giúp mình nha. Tăng cái TikTok ghép giúp mình nhá. Rồi, chị trên bên kia đi. Đấy chị ơi. Chị đi đi. Bật tim, bật tim. Bật tim, bật tim. Bật tim, bật tim. Anh Hưng không dám này rồi. Anh đáp lại đi. Ôi em đâu đâu quá, em đâu đâu. Chị yên tâm gió mọi em một cái. Ba mọi người nhé, buồn cười quá.